anh giữ đội bóng dùng bia nha. Ok. Nay rồi Hải hỏi xe không vô ta, nó nói hôm nay nó vô để nhậu mà. Không mấy thì bữa nào Hải thì nhắc anh chốt mà chung luôn. Hai chào mọi người các bạn đam mê bóng đá. Hôm nay đam mê FC được lại đội như báo công an thì phải ngày lượt về. Đang đứng trước bóng đang thực hiện quả đá phạt ngay vạch 16m50. Thành Nico. Thành này Thành Đô. Thành Đô phối hợp với Trần Bình mới số 71. Người mới nên người cũng chưa tính bánh lắm. Quá nhẹ. Thành vô thần đá một quyết sức quá nhẹ. Nay là đá lượt về trên sân Quốc Anh. Thì các bạn theo dõi video thì nếu mà thấy video được hay vậy thì các bạn like cho cái, còn nếu mà không hay thì các bạn bấm dislike đó, để comment dưới rồi thì để mình biết cái dịch được cái đó mình làm những cái video sao nó tốt hơn để phục vụ của bạn những bạn đam mê bóng đá không các bạn. Thì cái khi mà video mà nó hay thì cái công đầu là các bạn đó, nên là các bạn hơi cảm thấy vui hay thì bấm like, còn không vui hay thì bấm dislike đó, hoặc để dòng comment dưới để mình chỉnh sửa cái sau này mình quay những cái video nó hay hơn, tốt hơn để cho các bạn xem thỏa lòng đam mê bóng đá. Rồi tung ra trở lại sân. Đội hình chính ra sân ngày hôm nay, tiền đạo đó là Khắc Long và Nghĩa Đức. Hàng tiền vệ cũng có, hàng tiền vệ trung tâm còn có Thanh Vô Thần và Thanh Đôn. Hàng trung vệ dưới cánh phải là Trần Bình mới số 71. Về giữa là Thanh Rico và trung vệ trái không ai khác là Cường Thép. Để rồi em, để rồi em. Trận đấu được diễn ra khoảng 5-7 phút, khá là sôi nổi. Thành phần dự bị hôm nay mình có Hậu Cua và An Tinh Lửa. Cũng khá xa, cũng nhiều thành thủ chạy tới chơi với đội bóng. Sút khá gần nhưng không thể đến được trúng trúng đích thua. Cái chạy dội chân của đội Đam FC cũng ra ngoài, tiếp tục thử đội bạn được hưởng quả phạt góc. Sút không thể qua được tay thủ môn Trần Dắt. Phá bóng ra khỏi vạch đường ngang. Đó cũng khá sôi nổi trong mấy phút vừa qua. Thành Vô Thần đã bị cản phá rồi. Hôm nay đội bạn đi đầy đủ lực lượng để phục hận trận đấu thứ năm tuần trước của Đam FC. Hôm nay bạn mặc áo vàng quần vàng, còn đội Đam FC mặc áo đỏ quần đỏ. Tiền đạo Hậu Cua cũng đang khởi động ngoài đường biên. Bên trái thì có Phúc Hậu Gan và An Tinh Lửa. Hôm nay chuẩn bị cái đoạn quay đường biên. FC tiếp tục thực hiện cú sút phạt ngoài vòng 16m50. Sút dọc sàn ngang. Cú sút kỹ thuật của Thanh Đô khá nhẹ, kỹ thuật dọc đường biên, đưa dọc sàn ngang. Bóng cái trở về chân rõ ràng. Cùng một phá bóng lên.
đô. Dạ anh nghe, dạ anh nghe. Từ từ từ. Đó đi. Đô. Ừ, bóng rồi. Rất tốt. Thanh Chico đã kịp phá được bóng ra khỏi. Thôi biên cuối sân. Rồi bạn được hưởng. Ôi, thế là bóng ra trúng vào chân của số 3 các bạn. MFC thực hiện cú đá phạt lên. Thanh Chico. Không thể qua được Thanh Đô. Rất tốt, nghĩa đất. Thanh Chico, Thanh Đô. Sút chìm. À, bóng vẫn còn trong sân. Đường thép mất bóng rồi. Nhưng cơ cứu đưa bóng lên của đội bạn không chính xác. Sút thẳng vào. Thành Đô. Thành Đô. Né ra một người. Không thể qua được chân đầm này. Để gì sân vô thần. Long. Chuyện chính xác bà Long ơi. Bạn hưởng quá. Wow. Ném biên. Thành Chico đã phá ra khỏi đường biên của sân. Các bạn nghe được tiếp tục cao quả trốc. Chút thẳng vào. Người ta nó bóng giọt xa. Nhặt nhặt cánh lấy bóng. Thiếu người. Long đá bó vô Long ơi. Để cho tiền hậu vệ dưới lên. Tốt Tân. Long đá bó vô để cho hậu vệ nó lên đó. Ông ra cánh hết rồi hậu vệ nó không lên được. Để mình thanh quét ở giữa. Tốt đó. Tốt đó, giữ bóng lại. Giữ bóng chắc lại số 71. Đã chắc banh lại Minh ơi. Giữ bóng lại. Cường thép. Rất tốt. Thành Đô. Minh chạy theo. Bóng còn sao vậy? Số 10 lọt có 71 rồi. Tốt, thủ môn Nhân Giáp đã cản phá được cú sút thẳng của đội bạn. Rồi tiếp tục hưởng cú phạt chính xác, thủ môn Nhân Giáp đã chụp chính xác. Giữ nhịp lại Thanh Đô, giữ nhịp lại. Giữ nhịp lại. Giữ nhịp lại.
Số 71 coi số 10 bị lọt số 10 bên đó. Này không hậu vệ được cánh trái. Cánh trái ông cứ dân ông bỏ sót rồi. Sao có nhiều số vậy? Một bao nhiêu? Cảm ơn các bạn. Một số không có số. Rồi mới tiếp tục luôn. Xin phạt cô đầu bạn cái đã. Rồi kết thúc video luôn. Dắt sang ngay. Rồi hết rồi, đi ngay cứ xanh. Từ từ giữ nhịp lại, giữ bóng lại. Lòng đá không được cách trái thôi. Mình bị mất bóng hoài kìa. Nó chuyện giữa nè, nó có bành cái nó khoát lên trên mà nó bành. Giữa nè, giữ như vậy. Từ đây. Còn câu lại. Thôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.